chúc con khỏe, cho cha ướt mềm mềm. Dạ chào quý vị khán giả, tên Thương Dừa con. Thương Dừa với bà xã đang ăn cơm. Dạ, có bao nhiêu ớt là trà sữa dành cho Thương Dừa hết? Sao con thương cha quá vậy? Con thương mẹ luôn với dạ, con thương cha luôn. Vậy hả? Thương Dừa, chiều Thương Dừa nấu canh chua bí. Bí đao nấu canh chua, bữa trước con nấu canh chua bầu. Nay nấu canh chua bí đao. Còn ớt gà ru ti, bà ngoại mua một con gà thái vườn về ru ti mà mấy đứa nhỏ nó ăn hết rồi. Cái này là cá kho khóm mà hết cá hết khóm còn một xíu à. Cái này là dưa muối xào. Cái này là cho cha. Để con múc cho cha. Được rồi. Được rồi, con múc ớt cho cha không vậy, để cho ăn cá. Ăn cá. Ăn chứ. Ăn cho con cá. Cá. Ok. Rồi, cay quá hả, thấy không? Con múc ớt cho cha không, thấy không? Con ăn không cơm không? Con cơm không? Con thêm cơm không? Con ngồi đây để phục vụ cơm cho cha với mẹ. Dạ, thích luôn. Con hai thì một loài. Cầm bí cho nấu ngon lắm á. Chân rau. Ủa sao múc cho mẹ vậy? Đừng múc cho mẹ. Ủa sao con nguyên cục này lộn vậy? Để mẹ, mẹ đưa chén này. Mẹ cảm ơn nha. Cảm ơn gái. Ăn đi nha. Dạ. Ăn ngoan nha. Ăn ngoan là con mới được. Con mấy giờ con đổ cằn luôn á. Ăn ngớ cầu. Ngon. Ăn. Ăn đừng có ho nha. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Mẹ ăn ra cho nó sức khỏe nè. Cái gì mà cũng ăn hết. Đó. Đó. Rồi, cảm ơn. Được rồi, đúng rồi. Cho anh nè. Anh nè. Chiên canh vô. Ừ. Cái dầu này đó, thấy chưa? Đúng rồi. Ăn cá không? Cảm ơn gái nha. Ăn cá không? Ăn cục gà của ngoại làm rồi. Ngoại là đầu tư. Chuyện nó nhỏ ăn ngon quá trời. Còn có miếng. Con múc cá cho mẹ. Thôi để mẹ lấy, chân lấy. Nhờ cảm ơn con gái, được rồi. Được rồi ha. Cảm ơn nha. Rồi. Chiều con cơm gì vậy? Thôi, cay lắm. Chiều con cơm gì vậy? Hả? Trúng chân rồi. Không sao. Không đau. Mà chú hết con sức máu mà. Chân sức máu. Chân chạy tới chạy luôn không anh nhé. Bị trúng cái chân sức máu luôn á. Bữa đó có khóc không? Tốt chứ. Con cơm không? Ăn canh chua cho không? Nè, cá nè, thịt nè, đó hay không ăn đi. Cái gì mà cũng ăn đó. Ăn thử ăn ngoan phải không? Ăn cá hay nè. Sắn cá hay nè. Sắn cá thôi nha. Dạ. Sắn cá là ăn, sắn cá mới được. Không mấy lần người ta bắt luôn á. Chú Hồng á. Chú Hồng của ngoại á. Chú Hồng bắt con ngoại á, bắt con bắt mẹ luôn á. Với lại bắt cha luôn. Bắt con nổ luôn á. Cơm ngon quá. Cơm. Cơm ngon. Mèo. Trời ơi. Tối ngày trứng cha không à. Trên kênh nè. Bực bội không chứ. Con gái ngồi phục vụ cơm. Con để xuống rồi con hỏi bưng lên cũng được. Múc qua được rồi. Được chưa? Được rồi. Cảm ơn gái, nhẹ nhẹ thôi. Buông xuống nhẹ nhẹ thôi. Gái thì mình làm ăn gì canh nhẹ không? Mẹ thôi mẹ. Ăn đi. Mẹ ăn rau. Ăn canh đi. Ăn ăn gà hả? Ăn gà đây con múc hả? Gà nè. Gà củ bí nè. Gà gì? Ngon quá. Gà củ bí. Gà củ bí á. Trái bí. Đúng rồi ăn. Ngon mà cơm mấy món canh lạ lạ. Ăn gà không? Dạ ăn. Ăn gà thì để chân canh vô. Được rồi. Cá, vô. Cá luôn. Rồi cảm ơn gái, được rồi.
Được rồi gái ơi, cảm ơn gái cưng nha. Cung quá không? Cảm ơn rồi à. Cảm ơn rồi. Cảm nước mắm không nào? Cảm nước mắm đi. Còn mấy hồ, mấy đồ con kêu chú Hồng bắt trà luôn á. Không hả? Mà thấy mẹ 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 trắng này vô ăn. Dạ rồi. Rồi, cắm vô. Thấy ngồi thấy đủ cũng cực hơn đó. Hai vợ chồng tôi ăn được rồi. Nãy là dọn chén rồi, thấy Hương á, dọn chén rồi lúc trước họ cha ăn cơm chưa, mẹ cơm chưa, dọn chén rồi múc đồ ăn nữa mà là mình không cho múc, múc không tới. Cái mẹ ăn cơm đi, mẹ cho mẹ ăn cơm, mẹ đói bụng. Chưa được. Ăn cơm xong chứ lát gom chén rồi đồ rửa rồi nữa. Được rồi. Rồi cảm ơn gái nha, cưng quá. Chết được mẹ. Mẹ phải ăn cơm vô cái gì mẹ cũng ăn hết. Đây, đồ chén của mẹ này. Mẹ gọi đi. Cầm nè. Cơm vô biết củ đồ nè. Với lại màu xanh nè. Màu đỏ nữa nè. Màu hồng nữa nè. Màu hồng đây nữa bà. Cái màu hồng á. Cái màu hồng là canh khoai hả? Ừ, canh khoai. Khoai màu tím. Canh màu hồng là canh gì? Canh màu đỏ bà đi. Bảy giống hả bà nổi. Em ngồi đỏ bì đê. Rồi cho mẹ đi, đủ rồi. Được. Đủ rồi, mẹ không ăn. Đó. Rồi, rồi. Đâu lại con sáng. Trời ơi, được rồi mẹ không phải như con. Mẹ cảm ơn nha. Dạ ăn đi. Nè múc mẹ vô ăn. Ăn rồi. Dạ. Rồi. Mẹ Ngọc chứ ăn cơm ít khi nào được trà sữa ngồi phục vụ đó. Chứ con vừa ăn cơm là Ngọc trà sữa. Đưa chén con ha. Ngồi canh phục vụ. Được rồi con gái. Rồi rồi con. Được rồi đưa. Được rồi. Ăn được rồi. Trời cha lớn mà. Rồi đưa chén. Để mẹ múc canh nè, để mẹ múc canh. Cảm ơn gái nha. Ăn lại rồi. Rồi đi qua bển. Bển làm gì? Không có coi TV. Coi TV thì sao? Thịt nè. Thịt cho con gắt cho. Đây. Giỏi quá, được rồi. Cảm ơn gái nha. Ăn đi. Nè mức này rồi ăn. Đất. Để cho mẹ ăn. Đừng bóc. Thôi, không có đổ đây, không có đổ đây. Trong cái danh canh em nữa cho mẹ múc canh kìa. Giỏi không? Lớn người. Thiệt chứ. Mai trời ăn cơm mình trốn đi em ơi. Được rồi, được rồi. Chưa. Ngồi bị bữa nào bà ngồi bữa phục vụ mệt lắm. Được rồi, cảm ơn gái nha. Chết được mẹ. Mẹ thôi một cái rồi. Con chăn rồi mẹ còn. Thôi một cái rồi. Một cái rồi. Mẹ con mua canh màu đỏ bì đê luôn cho mẹ luôn. Mình phải ăn ướt rồi. Mai gái đi chợ nấu món gì cho ra mẹ không? Đây đủ rồi, lấy muỗng ra. Rồi, ăn gheo. Rồi, cảm ơn con. Rồi, để ăn ké. Ngon quá. Rồi, cảm ơn ăn con. Ăn thịt. Thôi, được rồi, mẹ không ăn thịt. Mẹ không ăn thịt. Được ăn rồi. Thịt đi. Cá, cái tay con dính nha. Mẹ lấy đồ mẹ lao cái tay con nè. Ăn thịt. Đúng rồi, phải ăn thịt chứ. Để cho sẵn ra cho. Mẹ không ăn cá. Ăn thịt. Ăn đi cho tốt. Thịt mẹ. Ăn cho mau lớn. Thịt ngon lắm. Mẹ ăn hết rồi. Nè, cho mẹ ớt lên giờ được rồi. Đây. Rồi ngồi im đó cho mẹ. Ăn nha, ăn đi. Được chưa? Đưa tay cho. Ăn đi. Mẹ đang ăn nè. Ăn cơm không? Nè, để con xem phim. Để con chén. Hả? Để cắn. Cắn. Để bữa cơm đấy hả? Cắn. Bữa cơm cái. Nước canh. Ăn vô nước canh cái. Bữa cơm mà chan vô. Canh. Nước canh cái. Chắc lớn lên đi làm phục vụ được á. Phục vụ. Ghi lộn với khách. Được. Ăn ớt đây. Được rồi. Lát tới ngoài ăn cơm ngồi phục vụ ngoài nha. Được rồi. Cảm ơn gái nha. Được rồi gái ơi.
Hấp đi, hấp vô. Biết rồi. Hấp vô. Đây. Ngon quá. Cay, ăn cay. Cay không? Cay không? Cay quá cay. Này là khi vừa với bà xã ăn cơm với chung với ông bà ngoại. Ăn luôn. Chiều ví dụ bà ngoại nấu gì cho mấy đứa nhỏ ăn, còn ví dụ người lớn muốn ăn cái gì thì nấu thêm sẵn bếp rồi, sẵn nồi hơi xông chảo rồi. Mẹ bút canh nữa đường con không? Đi. Còn cũng vừa hay ở nhà. Bút canh nữa đi. Còn ăn canh. Vừa làm thêm. Canh. Làm bút canh đi, bút canh canh đi. Con canh nè. Ừ. Rồi ăn xong rồi đi về bển với mẹ đi. Rồi cảm ơn gái, được rồi. Giỏi lắm. Đi về nè. Rồi thương hơn hơn hơn. Mẹ đi về nè. Thì thương lắm. Nhiều khi mình thật coi mình thấy hơi ngồi ăn cơm mà thấy hơi phiền, nhưng mà thương làm chăm kỹ á, không biết từ nữa mình lớn già không biết có chăm mình vậy hay không nữa. Được rồi. Được rồi, dầm kỹ luôn. Giờ thôi nha, sửa đi về nhà với mẹ nè. Xin chào tạm biệt khán giả em. Chào ngày lơ luôn. Vâng. Chăm mình kỹ không? Chăm luôn. Chai gấp được rồi. Tại vì mình bới cơm cho sữa ăn á, mình làm sao là sữa nhìn đi như vậy, cái sữa làm theo cũng dầm cơm cho mình ăn. Rồi cảm ơn gái, được rồi. Được rồi, được. Được rồi con. Cho Trang hết luôn hả? Để ăn hết đi. Ăn hết đi bỏ uổng ha. Ăn hết mai làm món khác ăn ha. Rồi cảm ơn gái. Rồi đưa đũa cha. Rồi cảm ơn gái nha. Rồi. Để con đi rửa chén. Vâng. Để đi lại cho con rửa chén. Con rửa đâu có tới. Rửa chén gì vậy? Ăn cơm xong rồi rửa chén. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Bây giờ tôi vừa ăn cơm đây. Hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị trong một video. Giờ trà sữa phụ mẹ của chén rồi. Bye bye. Cảm ơn.